Mở đầu với vlog ngày hôm nay, tôi sẽ cho anh em xem sự đẹp trai của chủ kênh vlog. À, có đẹp trai mấy? Nói chung cũng tạm được. Lúc này là tôi kêu chị Thúy tác nghiệp tôi vài bức ảnh lên lên sống ảo Facebook anh em ạ. À, trời ơi, ngồi xem hình mà trời ơi, chụp ảnh hết mình mà xem ảnh hết hồn luôn quý vị ơi. Hello my friend. Quay đúng đứa cùng anh em tụi tôi. Đó, mới vô là múa rồi chị của Bỉ ơi. Ủa thôi. Trời đất ơi, lúc nào tôi đang dụ bà Thí xuống dưới nước. Tại vì cái chỗ tôi đang đứng rất là sâu luôn anh em ơi. Rồi đó, kế bên ông Siro ông nhảy cái tẩm làm tôi giật mình. Ở trong vlog này nhìn tôi có vẻ hơi hổ báo. Tí này anh em thông cảm nha. Lỡ mà tôi hổ báo thì cái này mà. Trời ơi, dưới hồ bơi có mỗi tôi Thí với ông Rô rồi đó. Còn thanh niên mai này phải cho xuống luôn. Phải kéo xuống bằng được anh em ạ. Mình quậy là mình phải quậy có bầy đó. Mình quậy có ba người là không vui anh em mà phải quậy nguyên bầy. Thật ra nói chứ nãy giờ tôi thấy khủng khứa mai mới chịu xuống anh em ơi đó. Rồi xuống cái mở màn đẩy Mai xuống. Trời ơi, Mai sốc luôn anh em vãi chữ. Tôi xin nói cho anh em nhiều bí mật là Mai không biết bơi anh em ạ. Tôi cũng nghĩ là Mai không biết bơi luôn á, thiệt luôn á. Rồi khúc này là đang nhờ đại ca Sigo chỉ giáo cho nhào lộn xuống hồ bơi. Trời ơi, tôi nhát lắm anh em. Tôi không dám nhào lộn xuống. Chị Tý ơi, cứu em chị Tý. Thật vô nghĩa. Đó, tắm hồ bơi mà cứ sợ bà Thí và ngồi bà dê sờm tôi hoài luôn á anh em ơi. Gọi lúc này là anh em tụi tôi chuẩn bị ngồi chụp cho một mô hình, phải nói là sad boy, anh là sad boy. Anh là boy cô đơn. Tôi là ngoài chưa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. À không, tôi có bồ rồi nha anh em. Trời ơi, người ta cứ tạo kiểu cho buồn buồn tí rồi tạo kiểu gì kỳ vậy ba. Rồi rốt cuộc là buồn dữ chưa, buồn dữ chưa. Rồi, bây giờ là chụp ảnh nghiêm túc cho bộ ba bất ổn nè anh em. Ơi, cái gì vậy Thí, trời ơi Thí ơi, Thí báo quá Thí ơi. Rồi giờ chụp nghiêm túc nè. Không, bây giờ tao đẩy mày xuống, sao tao nhìn con Ruby luôn mà kêu khoan. Đẩy xuống, sao tao đứng theo. Ok. Đẩy nhẹ nha. Ok. 2, 3. Tao đứng xong rồi nói chuyện luôn. Ok. Làm sao vậy? Là sao? Hay và anh em thấy tiểu phẩm của bộ ba bất ổn thì tôi nhớ nào thì comment phía dưới video luôn nha. Rồi bây giờ tới cuộc thi hở nè anh em ơi. Ai ngóc đầu lên đầu tiên thì người đó sẽ sổ á. Ai rồi? Thôi bây giờ tôi chưa nói gì đi anh em ơi. Rồi chuyện thứ hai ngóc đầu tôi đó chính là Mai nè. Vì tôi thấy tôi ngóc đầu lên trước quá nên là tôi quyết định troll thử ông Sigo các bạn ơi. Đó, ông đang ngồi ổng hết sâu quá trời luôn, tôi sẽ để tay lên đầu ổng. Nhớ đừng làm heo nhé má, cái này chỉ là chọc vui thôi nha. Ê nhưng mà tôi công nhận là ông Go hơi hở cũng tốt cực kỳ luôn các bạn ơi. Đó rồi người tiếp theo là Thúy và bạn của Thúy. Ai? Và bây giờ tới trận tiếp theo, đứa nào ngóc đầu lên trước là nó sủa nha. Trời ơi. Đó rồi, ai sẽ là người ngóc đầu lên trước đây? Ai sẽ là người sủa đây? Ê thôi nhầm quá tụi bay ơi, thôi không chơi nữa đâu. Cứ tưởng tôi sẽ là người lấy được top 1. Ai ngờ là top từ dưới lên á anh em ơi. Ừ đúng rồi đó. Hề với anh em mà khứa Sigo này trời ơi là trời, ổng hở sâu ghê luôn á anh em ơi. Rồi đây, còn người cuối cùng. Đây, lúc này là tôi đang thấy Thúy đang tự tập thở nè. Đó, và tôi quay qua tôi cho anh Thúy một phát nè. Hello chị Thúy. Trời ơi, bắt lên bắt giật mình xong rồi bắt đầu bắt lĩnh nhấn chìm tôi xuống nước anh em ơi. Trời Thúy ơi, hai em, Thúy ơi. Nếu mà anh em chưa biết thì tôi đang ẩm Thúy ở giữa hồ bơi 2 mét anh em ơi, trời ơi. Điều gì tới rồi cũng sẽ tới, đây là hậu quả của việc không khởi động trước khi xuống bơi nè anh em ơi. Đó, và tôi đang bị chụp rút và anh em xung quanh tôi đang kiểu chào vua vua là này. Ừ nói chung là bỏ cái tặc cà chớn nghe chị Gu Bỉ ơi, đó giờ bị chụp rút hai cái chân luôn. Trời ơi khỏi bơi này thì quậy bánh cái hồ bơi nè. Đây và người tiếp theo bị lôi xuống hồ bơi là chị Ánh Gamer. Xuống đi chị ơi, ai cũng phải xuống hồ bơi tắm hết nha. Rồi giờ tôi bị chụp rút tôi phải ngồi trên đây, rồi phía sau của tôi đang làm gì trời ơi đúng là anh em chiến cốt mà trời ơi ác thiệt luôn á. Đó anh em nào bị chụp rút chắc chắn sẽ hiểu được cái cảm giác này. Lúc này là tôi đang giãn cơ ra nha, Thúy và bạn của Thúy đang giúp tôi để giãn cơ để hết bị chụp rút đó. Trời ơi là gì mà bu đông lại quá trời luôn. Trời cái khúc này tôi nói tôi đau cực kỳ luôn nhưng mà phải ráng giãn cơ cho xong mình mới bơi tiếp anh em ạ. Và
hồ bơi là anh phong bi rồi xuống luôn nốt hết. Ê, tới đây tôi không hiểu tại sao mai đen lại ngồi dắt tay con lại không. Trời, cho con xin hỏi mấy giờ con dậy? Ủa là sao vậy mai? Đây đây, anh em có thể chiêm ngưỡng những tấm ảnh của bộ ba đầy huyền bí. Cái gì vậy bà nội? Và đây là tiết mục show cơ bắp của anh em tụi tôi. Thí sinh đầu tiên mang tên Dịch Ti Hơn. Thí sinh thứ hai mang tên Chị Thú Vị TJ. Thí sinh thứ ba mang tên Si Gỗ. Thí sinh cuối cùng, ừ khỏi nói ai cũng biết rồi nha. Và thử thách tiếp theo đó chính là Solo Motion. Ai sẽ là người đẹp nhất, các bạn đừng quên là comment phía dưới video luôn nha. Bởi vậy nhiều lúc bất mãn không nói luôn thiệt tình đó. Chưa qua mà. 3, 2, 1 xuống. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, cha tôi. Và thử thách cuối cùng đó chính là Solo Motion, tóc ai đẹp nhất? Nhớ là vote cho tôi đẹp nhất nha anh em. Sau mấy tiếng xuống hồ bơi thì bây giờ tụi tôi quyết định đi lên. Đi ngủ anh em ơi, trời ơi, lạnh quá, trời lạnh luôn. Giờ tôi phải đi lên để tôi sấy tóc anh em ơi. Trời ơi, mọi người thấy không, đồ mình ướt hết trơn, ướt sũng luôn. Quá trời khổ luôn rồi. Nhưng mà sao sao, vẫn đẹp trai, số 1 à, số 1 trong lòng fan. Rồi bây giờ là mình sẽ sấy tóc nha anh em ơi. Trời ơi thề luôn, tại vì tóc tôi là tóc nhợm á, khi mà xuống hồ bơi tóc tôi sẽ bị hư. Thực ra nó hư sẵn rồi, nhìn nó khác nào với cái chổi quét nhà với đống gươm trên đầu tôi không trời. Uầy, nhưng mà sao đẹp trai thế nhờ. Ôi cũng được. Sau 30 phút ngồi sấy tóc thì đây là thành quả của tôi. Rồi sấy thế này là quá đẹp trai rồi, nhưng mà thấy ghê quá. Bây giờ đi ngủ thôi anh em ơi. The next morning. Ok mini ơi, bây giờ là tôi vừa mới dậy. Thực ra là mình đã dậy lúc 5 giờ rồi mọi người ạ. Tại vì hồi tối mình không có chơi ma sói cùng với mọi người, do mình mệt quá. Mình mệt quá là thế là tôi đã quyết định tôi đi ngủ sớm. Xong rồi tới sáng tôi dậy, bây giờ đang là 10 giờ rưỡi sáng. Đấy, tôi dậy 5 giờ sáng mọi người mới bắt đầu mọi người đi ngủ. Bây giờ đây là 10 giờ rưỡi sáng là tôi dậy để tôi chuẩn bị đi về cùng với Mai Đen. Ôi giời ơi. Nói chung thì không, mình phải về sớm mọi người ạ. Mình về sớm để mình có thể làm việc. Đấy. Vì sáng hôm nay là mình đã định là đi ngắm bình minh đấy. Nhưng mà mọi người ngủ chơi. Ok, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi về. Go. 5 minutes later. Ok, giờ là mình đã sắp xếp đồ xong hết rồi. Bây giờ đi xuống thì không biết là bây giờ có nên về hay không. Nhưng nói chung là về. Bây giờ mọi người đang ngồi ăn bánh khỏi nha. Và mình đang phải đi cày nhắc tại vì mình nhức vái trưởng á. Sau một ngồi đi bơi quá trời mệt luôn rồi đó, tụi tôi quyết định buổi sáng sẽ ăn bánh khọt giống tàu. Wow, nhìn ngon vãi chưởng luôn. Anh em nào đang xem video này đã ăn thử qua món bánh khọt giống tàu thì cũng đừng quên là comment phía dưới video và nói là em đã ăn rồi cho tôi biết, thì tôi sẽ tiêm comment của bạn đó luôn nha. Trời ơi, lúc đầu là tôi định là quay trở về Sài Gòn để tiếp tục làm việc, ai ngờ đâu tôi với Mây Đen với Ben Trò đã bị Sigo dụ ở lại Vũng Tàu thêm 2 ngày nữa anh em ơi. Đó, bây giờ tôi đã đi thay đồ rồi anh em ơi, nhìn nói chung là cũng được, cũng tạm được rồi. Nhưng mà ai ngờ lại tiếp tục lại ở Vũng Tàu chơi nữa. Đúng là ham chơi quá đi bạn. Tụi mình sẽ rời villa và tụi mình sẽ đi chỗ khác nữa. Còn đây là những người sống vì tư bản, xin đi về sớm. Không có xin đi về sớm nha, tại tụi bay đòi về trễ. Đúng
rồi, bây giờ là CEO đã quyết định là bán căn villa 20 tỷ này để đi thuê cái khác ở. Đấy, cũng giàu, cũng được. Như vậy thôi. Rồi. Còn cái này thôi để. Cái này để được không? Chắc cái này. Ngồi. Rồi. Coi chân đi, chạy, coi chân đi. Cái chân. Ok mọi người ơi, bây giờ tụi mình sẽ di chuyển vào khách sạn này, có anh chờ. Đi ra bãi sao. Ra bãi sao ủa. Giờ ra ngoài chắc nắng dã man quá. Bây giờ là tụi mình sẽ chờ chị Tí Hôn và anh Go với những người còn lại để đi tới đây. Và Angel. Ui, nhìn cũng được cái nhà, nhìn cũng đẹp trai nha. Đấy là tụi mình sẽ quyết định là tụi mình sẽ tóc túc ở chung cư với anh chờ. Chung cư hơi bị cao luôn á. Nghe chưa, giỏi chung cư cao không? Mình lúc đầu mình còn tưởng khách sạn, người ai ngờ là tụi mình đã bút chúng chung cư ấy. Và bây giờ lên dẹp đồ xong rồi đi chơi mà đi đâu thì không biết. Nói chung là bây giờ nóng quá, bây giờ phải đợi đầy đủ anh em lại. Ủa anh quay vlog hả? Ừ. Ôi sao cái cam quá anh hả? Ủa mày làm như mày lão quá ha. À không sao. Đi quả này đi Vũng Tàu chỗ nào cũng đều có camera vlog hả? Mới rời villa Sigo để qua nhà Mai Đen. Sigo đã bán villa để có thể mà chuyển lên chung cư. Nhà Mai Đen. Nhà Mai Đen hả? Anh Long cảm giác như thế nào khi thấy Sigo chuyển qua nhà mới? Nhà nào, nhà biệt thự hả? Đây là nhà này nè, Sigo bán biệt thự rồi, Sigo qua đây nè. Mẹ, nhiều tiền trời, làm YouTube nhiều tiền rồi trời, không tin được luôn á. Mọi người, cái căn ở Vũng Tàu này á, 3 tỷ rưỡi một căn. Mà Siro 3 tỷ rưỡi là căn một phòng ngủ. Mà 3 tỷ rưỡi là căn một phòng ngủ. Siro mua căn 2 phòng ngủ để dắt mọi người lên nè. 2 phòng ngủ à, căn này 2 phòng ngủ à, căn 3 phòng ngủ. Không, căn 3 phòng ngủ Siro ở Bà Rịa, còn này là căn 2 phòng ngủ. Thấy giờ mua 2 căn luôn. Trời ơi, Siro qua đây Siro mua 2 căn. Đại gia. Đây phải chờ đại gia. Trời ơi. Lâu lâu á tôi xuống đây á xong mua 2 căn chung cư luôn, một căn 2 phòng ngủ cho tôi ở. Tôi rất là nghèo. Cô mà lên vlog của bạn này xong rồi cái tôi thành cái gì nó ghê gớm. Còn gì nữa trời. Dí không à. Quái gì nữa chứ, phải anh thấy không? Bây giờ là anh mua căn biệt thự cho mọi người, bán căn biệt thự mua căn chung cư cho mọi người ở. Quay. Thôi đừng dí nữa vậy, tôi nghèo lắm. Bạn nói ăn tôi giàu. Tôi gặp chỗ rồi là yên tĩnh. Vắng vẻ thật sự. Lắm giờ. Quá là vắng. Vô được không? Được. Đông quá rồi. Cầm quái tay. Đông quá rồi. Tóc xanh chưa? Tóc xanh đã đi ấp ủng. Dạ. Đã chỗ rồi cô. Chưa chưa mở được. Mở được chưa? Sai rồi. Đem nguyên bài ở chung rồi quái trưởng thiệt. Trời ơi mọi người ơi, đi lộn căn hàng chi. Lúc nãy là nguyên đám tụi tôi đi lộn căn hàng chi, bấm mật khẩu hoài không vô đó, giờ mới vô được nè mọi người. Chuẩn bị phải nói là đi tham quan cái căn nhà mới của Sigo. Uầy, đúng là đại gia Sigo có khác, giàu vãi cái trưởng luôn anh em ạ. Giờ là tụi mình chuẩn bị đi lên xem hồ bơi vô cực sẽ như thế nào đấy. Hồ bơi tầng mấy ta? Tầng 26. Bây giờ tụi mình đi qua nhưng mà nắng quá mọi người ơi. Xíu lên chụp hình nữa trời ơi. Ui, ui quả hồ bơi vô cực. Trời đứng qua đây trời. Để quay đây. Trời chói quá. Trời. Nhà Sigo đẳng cấp quá. Anh Long thấy căn này của anh Go như anh Long. Này chắc phải 2 phòng ngủ hả? Ừ. 7 tỷ. Không phải 3 tỷ mà là 7-8 tỷ luôn á. Đây, tới thời gian quay top thôi nào. Các bạn biết đây là cái chain nào không? Anh em biết thì comment phía dưới video luôn nha. Rồi, bây giờ nhìn động tác nhảy của tôi và đón ngay đây là bài nhạc của trend TikTok nào. Anh em nào mà đón được hãy nhớ comment phía dưới, tôi sẽ tìm comment của anh em đó luôn nha. Chí dích, đâu rồi, ra nhảy với em coi. Ngồi chán quá, thế là tụi tôi quyết định rủ nhau ngồi chơi Uno anh em ơi. Nếu mà anh em chưa biết, tôi là chùm Uno. Ừ, chùm là người khác á, chứ tôi là ai không biết nha. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Uno. Cái gì vậy? Tới giờ hôm nay là tôi rồi. Đấy anh em thấy chưa? Nụ cười của kẻ chiến ngang. Trời, tôi nói tôi chùm Uno mà anh em không tin. Đấy.
Thực ra là dự định lúc đầu là nguyên đám sẽ về Sài Gòn sau một hôm chơi villa thôi. Nhưng mà tôi với Mai Đen và em chờ quyết định ở lại. Còn những người còn lại thì quyết định về Sài Gòn. Tại vì mọi người còn phải đi làm. Trời ơi chị Anh Gamer đừng khóc nè, em nhớ chị lắm. Và vlog của tôi tới đây cũng đã quá là dài rồi, nên là tôi quyết định sẽ để những phần tiếp theo ở những video sau. Anh em cùng nhau đón chờ những vlog lần sau luôn nha. Rất là hấp dẫn luôn. Còn bây giờ kết video, tôi sẽ để những bức ảnh mà tụi tôi đã chụp khi mở Vũng Tàu như thế nào.